nhóm thanh niên manh động cầm theo hung khí xông thẳng vào hẻm nhà dân. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video ghi lại một tình huống manh động của nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào hẻm nhà dân. Trong đoạn video có thể thấy lúc này là giờ tối muộn, trong hẻm có rất nhiều trẻ em đang vui chơi. Bất ngờ một nhóm thanh niên tay cầm hung khí đi thẳng vào trong hẻm để giải quyết mâu thuẫn. Vì góc camera đã bị khuất nên chưa rõ vụ việc xảy ra ở đâu cũng như diễn biến tiếp theo của nhóm thanh niên kia đã làm gì. Nhưng có thể thấy được sự manh động của những thanh niên này, bất chấp việc người dân xung quanh đang cảm thấy bất an cho tài sản của mình. Một người đàn ông đã phải chạy ra sau khi lo sợ nhóm thanh niên đập vào tài sản của mình. Lúc này, một thanh niên đã lớn giọng quát mắng và yêu cầu người đàn ông đóng cửa lại. Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng nhận về vô số bình luận phẫn nộ từ cư dân mạng. Mọi người đều lên án hành động liều lĩnh cũng như sự bất chấp an nguy của trẻ nhỏ xung quanh khi nhóm thanh niên này tiến vào. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến tiếp theo của vụ việc trên. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.